Song Hye Kyo thiết kế túi sách gắn tên của Song Joong Ki. VTC News. Ngày mùng 10 tháng 4, một người bạn của Song Hye Kyo đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên thoải mái tận hưởng khoảnh khắc thư thái khi đến nhà bạn chơi. Nữ diễn viên xinh đẹp nằm ra sàn để xem sách, sau đó còn cùng bạn thiết kế túi sách. Người hâm mộ tinh ý phát hiện Song Hye Kyo chọn chữ J để làm móc túi, đây là một chữ cái trong tên của ông xã Song Joong Ki. Trang quy quy bình luận: dù Song Joong Ki không có bên cạnh nhưng song Hye Kyo vẫn khéo léo thể hiện tình yêu với ông xã, xóa tan tin đồn trục trặc tình cảm. Song Hye Kyo đang trong thời gian nghỉ ngơi, công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết cô sẽ không nhận kịch bản từ giờ cho đến hết năm để chăm sóc gia đình nhỏ. Đồng thời ông xã Song Jung Ki cũng đã hoàn thành lịch quay phim bom tấn của trang Asdan Chronicles, vì vậy hai vợ chồng đều ít xuất hiện trước truyền thông, mà dành thời gian cho các mối quan hệ thân thuộc. Dù không trực tiếp lên tiếng phủ nhận những tin tức tiêu cực, song người hâm mộ của cặp đôi hậu duệ mặt trời vẫn tin tưởng vào tình cảm của họ. Song Hye Kyo cũng khoe ảnh đi chơi Thái Lan cùng với stylist thân thiết của mình, người bị cho là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cô. Cha mẹ nam diễn viên cũng tỏ thái độ vui vẻ tiếp đón người hâm mộ đến tham quan nhà của Song Jung Ki mà không hề lo lắng về hôn nhân của con trai. Thực tế, cả Song Jung Ki và Song Hye Kyo đều là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cả hai hẹn hò từ khi tham gia bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Họ từng sang Nhật Bản và đi du lịch đảo Bali với nhau nhưng thậm chí còn không ra sân bay cùng một ngày để giấu kín mối quan hệ. Chỉ đến khi tình cảm chắc chắn, cặp đôi xác định ngày cưới, họ mới thông báo cho truyền thông và người hâm mộ. Chính vì vậy, việc cặp đôi xong, song không lên tiếng đính chính vì những tin đồn tan vỡ là điều dễ hiểu. Nguồn, Sing News